Cảm ơn cái món quà của em, rất là ý nghĩa luôn. Đây là bức tượng Di Lặc đang nằm, có nghĩa là đang cười rất là tươi, và xung quanh là những đồng tiền. Mà chị biết không, đây là một vỏ ốc là được hóa thật cũng phải hơn 1.000 năm. Dạ, nếu mà tìm được những cái vỏ này á thì với Thái bây giờ thì cũng hơi hiếm. Hi, xin chào cả nhà. Chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nhà Biển. Thì sau khi mà uống cà phê cùng với anh Dũng, chị Diễm và anh em mình như anh Hùng nè, anh Mập Phút nè, và anh Lộc và anh Tú, thì hôm nay thì Thái đến là tham quan và cũng như là chiêm ngưỡng căn nhà mơ ước của anh chị, và quà tặng của Thái gửi đến tăng gia đã có rồi cả nhà. Đã có rồi nha, đã nhận rồi. Tí nữa em sẽ bí mật vì sao em tặng món quà này. Và kế bên là đàn piano của cho anh Dũng, chị Diễm. Dũng Diễm. Dạ, rất đẹp luôn. Nhưng mà giờ thì anh em mình là ra này thì anh chị cũng sắp xếp để gặp gỡ và cũng như là dắt anh em tụi mình để tham quan. Thì mình sẽ ra ngoài trước và cùng anh em đi quay chung với nhau luôn. Ok. Dạ. Hôm nay là chị sẽ dẫn các em là đi tham quan toàn bộ cái công năng của cái ngôi nhà. Đây toàn bộ cái sảnh 1 này là khu vực ở tầng khách, phòng khách nhá. Phòng khách thì chị sẽ đặt ở vị trí như này. Các em mà xem có cái gì mà không hợp hay là cần tham mưu gì thì cũng nói luôn để sau khi ấy thì mình có góp ý vào. Đấy. Khách vào nhà chỉ khen không được chê á. Chỗ này là cái tivi này. Ồ, cái tivi to quá trời kìa. Cái này là 100 inch. Chào anh. 100 inch. Chị ơi, bật xem đi, bật màn hình đi. Cất rồi à? Chị mai mốt mà thời gian rảnh chị bật kênh của anh em nha. Em kênh Thái Nhà Biển bật chị. Để mình cố gắng mình đạt nút bạc. Đây là những cái kệ tủ này là để bày những cái đồ mà rượu hay là có những cái ai mà tặng những quà gì mà trong cái ngày hay chưa thì chị đang dành những cái điểm trống này này. Dạ. Để xếp vào. Vậy xíu em cho gửi chai rượu lên đây nhá. Ok. Em đang chỉ hiểu ý nhanh đấy. Với lại bên trên đây là gương luôn á. Cái trần này là trần này xong rồi. Trần... Thôi hôm trước em có chai rượu á. Đấy chị để dạ. Để xếp dạ. Ở trên tầng 4 rồi. Bên hiện tại là rượu cũng vẫn đang thiếu, chưa đủ. Tại vì cái không gian nhà để chị mà bố trí rộng lắm. Nhưng mà cả nhà thấy không? Ở trước chỗ phòng khách đó, có một cái gọi là ấm cúng này. Lò sưởi đây. Đấy, lò sưởi. Ủa nhưng mà thấy nó ảo vậy ta? Không, đấy là giả. Ý là mình ngồi đây ấy, mùa đông lạnh giá, mình cứ nhìn vào chỗ này mình cảm thấy không có hơi ấm lên, tăng lên ở chỗ phòng khách của mình. Thấy có cái này là gì cái giá chị? Trong này là có điều hòa. Thật chứ? Thật, nóng không? Nóng. Mà cái gì? Để cái này mình để một dĩa thịt nướng này nó chín luôn ta. Không, để trâu gác bếp. Trâu gác bếp ở ngoài. Trâu ra là thịt trâu là mình đã sấy là chín rồi. Mình để bên ngoài mình cảm thấy là thịt trâu nó hơi lạnh lạnh nhưng ăn vào rất ấm. Chậm chiều nhiên nhé. cái bàn ấy bức thì đến này chiều đó. Tối nay mới lên đây cái bàn khách ở đây này. Thủng sẽ có một cái ấm pha trà cực kỳ là đẹp. Còn bên này đây mọi người đi cùng em nha. Hôm nay anh em mình đi đến chỗ này là chưa xong rồi, sẽ có vị trí là cây đàn ở đây. Cây đàn này là của chú Dũng là tặng bé Hải Nhi này. Wow, đẹp quá. Ủa chứ phải tặng bé Hải hả chị? Bé Hải thì chỉ có hát thôi. Đây mở cái này lên này. Đánh cũng được luôn này. Dạ. Đây. Sờ. Ôi. Đây nó còn đưa cả cái nắp này lên được mà. Thôi được rồi chị ạ. Này nữa không bằng. Wow. Đây để nút thứ hai. Đấy. Đẹp quá. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái này coi em cho phim Tom và Jerry là cứ đẹp quá. Nó ly mà. Bạn em là có bắn được cái loại nhiều lỗ này không? Dạ được. Hay là chỉ bắn một lỗ thôi? Dạ. Em bắn không có lỗ này. Đây còn góc nhỏ nhỏ xinh xinh bên này là cái là quầy ba chị. Anh chị em nào muốn uống nước đến đây chơi thì có quầy ba. Em nghĩ có thì nhà mình bắn đi ra để cho các bé với lại rượu không ai nhèn. Cả trăm chai rượu, các loại thì trăm chai cũng không đủ luôn đấy, phải đôi trăm chai. Đấy những bác nào mà yêu quý vợ chồng em cũng như anh em bạn bè các kênh mà có thì là ủng hộ em nha. Ở đây có nhìn ngắm cá koi đẹp lắm này mọi người. Đây là một cái tiểu cảnh nho nhỏ xinh xinh mà khi ngồi từ phòng khách ra thì mình có thể ngắm được. Đây là nhờ có sự đóng góp không hề nhỏ của em Tĩnh Kevin chuyên về thiết kế. Trong quá trình mà để mà lên được một cái tác phẩm mà để cái góc cho anh chị sạch chết
sau một ngày làm việc vất vả về nhà thì đấy, ngắm những chú cá bơi lượn như này nó rất là sinh động luôn. Ở đây rất là nhiều loại cá anh ha. Đây là đây là có. Anh nghĩ sao khi có con cá bẩm nó bơi bơi? hôm trước là định test đây. Trước ấy mình định bơi cho anh Hải bơi trước ấy, nhưng đây quá. Anh chị em lên đây này, ngắm trên này này. Nhưng mà cái mực nước sâu không anh? Cái mực nước để đảm bảo thì nó tầm lâu này phân hai nước là ok mà. Đấy, một có một cái chỗ này là ngồi uống nước thưởng trà ngắm cá. Cái bàn ghế cũng đẹp lắm mọi người. Màu vàng. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Tiểu cảnh cũng đẹp luôn kìa. Đây mình ngồi đây được đây nè. Cái loại đá này nhìn cũng đẹp với anh ha. Đá cái này đây. Riêng bộ đá này thì là tặng anh chị một cái tác phẩm đá tuyết sơn này. Đá tuyết sơn. Đá tuyết sơn. Đó là vân đá tự nhiên. Dạ. Vân đá tự nhiên luôn. Đấy nhìn đây mình cảm thấy là nó cũng mát mẻ, kể cả mùa hè buổi nó nghe nước chảy róc rách ấy. Buổi chiều đây cũng mát luôn. Nhưng mà em thấy bên hông chưa có làm cửa hay là mình để trống luôn chị? À không, đây người ta đang nằm đường đấy, đợi xong hoàn thiện tí thì mình cũng sẽ lắp cửa. Dạ em tưởng không, không lắp cũng sẽ là nhôm. Dạ. Hôm qua tụi em vào đây mà thấy dễ để bắt cá lắm á. Cái này là cũng quan ngại ở cái chỗ là nếu mà không làm cửa thì nó cái độ an toàn nó không được cao lắm. Thứ nhất là cho cá, rồi thứ hai đúng là rồi, đúng rồi. Trẻ nhỏ mà có nó có cái tính lưu kỳ ấy. Là mình cho cá ăn này kia. Mà trẻ con thì rất là thích cá luôn. Cái này mà ngồi uống trà mà ngắm là đó, chiêu luôn. Chiêu lắm luôn á. Hoặc là và phải chiều chiều ấy chứ. Giờ này, dạ. Này. Ở đây mà chị thay đổi không gian live stream. Lúc nào buồn buồn khi còn xuống bơi với cá luôn. Thôi mình tiếp tục đi lên trên tầng 2. Mọi người mà cứ có nhu cầu làm bộ coi sân vườn để ủng hộ anh Tấn, liên hệ số 0358 668 933. Dạ. Đi mọi miền Tổ quốc luôn. À mình đi bộ lên đi. Đây chị Tuyên. Ơi. Chị Tuyên thấy quà của em chưa? À đây. Đây là món quà mà cực kỳ là yêu thích. Mà em Thái Nhà Biển tặng hai vợ chồng. Cảm ơn cái món quà của em, rất là ý nghĩa luôn. Đây là bức tượng Di Lặc đang nằm, có nghĩa là đang cười rất là tươi. Và xung quanh là những đồng tiền. Mà chị biết không, đây là một vỏ ốc là được hóa thật cũng phải hơn 1.000 năm. Nếu mà tìm được những cái vỏ này thì với Thái bây giờ thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà với mối quan hệ quen biết thì Thái đã chọn một tác phẩm, có nghĩa là trong đây mình sẽ có khí, nói chung là giao hòa hết, rất là hay. Em Thái Nhà Biển chỉ tìm những cái món về biển tặng anh chị thôi. Bởi vì liên quan đến là em đi bán đồ hải sản mà, em tinh tế quá. Mời cả nhà đi lên tầng 2 ạ. Đẹp lắm. Dạ. Ồ, trên này có anh em cũng vẫn đang là set up mấy cả lau chùi để làm sao mà đến buổi chiều tối hôm nay. Ở đây có cái bóng đèn đẹp lắm. Là xong xuôi toàn bộ. Đèn của cái sảnh thông tầng này. Bên trên cũng là trần gương luôn này. Đi lên này thấy lạnh lạnh. Chào anh. Đóng máy lạnh thì mở luôn nha. Chào anh giám sát. Chào anh. Cho mọi người tham quan vào cái phòng master của hai vợ chồng. Wow. Đây là khu để đồ, để tủ quần áo. Bây giờ là đúng không thay đồ. Nhưng mà mốt là không đâu á. Phía bên trong này là sẽ là phòng tắm này. Cho em xem luôn được mà. Có, tất cả mọi người đi vào đây được mà. Wow, đúng phòng master. Mình từ ngày bé rất là thích vàng, nên là đến khi mà cái kệ rửa tay mình thích nó tương tương như kiểu thỏi vàng ấy. Dạ, đẹp quá. Chỗ này là hai vợ chồng tắm chung này. Cái này là có bể sục. Đây có bể sục luôn. Là được massage anh hả? Anh cỡ này vừa anh không anh Linh? Cũng vừa nhưng mà bằng một cái phòng ngủ luôn. À Tí Dũng ơi, bảo cho anh Trung bảo cho xả nước ở đây nhá. Vâng. Xong rồi ai đến thứ anh chị em mình bật điện nên nó xả sục sục mới cảm nhận được. Bởi vì bên cái máy này là cái máy mới. Đẹp quá. Anh Trung ơi. Còn này phải nói không phải nói nha, cái toilet cái kia là cũng tiện năng lắm cả nhà. Chỗ này sẽ có một cái bàn này, chỗ khu góc này còn một cái bàn các bạn ấy đang để bên dưới rồi. Và vừa nãy các chị mới lau chùi xong thì sẽ kê đây và sẽ có một cái tivi ở cuối đầu giường. Wow. Của vợ chồng. Đây đều đặc biệt của anh Thái. À đây là đặc biệt ngày xưa này. Nhưng mà diễn viên giống Cẩm Ly nhỉ, nhìn giống Cẩm Ly. Không, giống kiểu là diễn viên Lý Hùng không? Ôi, nhìn giống Cẩm Ly thật.
Ngày xưa chị gầy, lúc này có 44 kg thôi, anh Hải là 62 kg. Dạ, năm bao nhiêu chị? 2010. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi con người ta, nhưng mà tình yêu vậy. Đấy chưa, mày thấy anh Hải dùng chị phá không? Nhưng mà đây là lúc mà anh Hải nhiều tóc nhất. Ồ. Đúng là phong cách tóc là hùng. Đây bên này là thông em này. Không, ý là một cái tầng 2 này là chỉ có là riêng của anh chị thôi, không chung đụng với ai vào đây cả. Riêng là vợ chồng. Riêng vợ chồng. Bên này sẽ là. Ê chị ơi, chị dừng ở đây em ấy. Cho ra bên ngoài, ra bên ngoài. Cho đấy ra ngoài của em này, em quay phim kìa. Một tầng này là chỉ dành riêng cho hai vợ chồng. Đây này, nhiều người cứ hỏi là Tuyên, truyền bí kíp cho anh đi, truyền bí kíp cho chị đi, sao thành công thế? Thành công không ở đây này. Ý là cái chỗ live stream bán hàng ấy. Đây chính là phòng làm việc của em Tuyên. Còn khu vực bên này sẽ là để máy tính và cắt ghép video của anh Hải. Sẽ không bị đụng chạm vào nhau nhá. Không. Đây là, còn đây là những cái kệ mà sẽ để các cái nút vàng, nút bạc, nút kim cương. Wow. Vợ Hải sẽ ba bố chị. Chị cho tôi thấy em sờ xin phí được không? Sapa TV Kit này, Hoàng Hải Sapa TV này và chợ phiên Tây Bắc này. Đều thật đấy. Anh em thấy bố trí như này được không? Đẹp quá. Nhưng mà cái mà em để ý á, gọi là mỗi phòng hoặc là mỗi không gian á, đều có những cây đèn chùm khác nhau luôn. Rất đẹp. Cho vô đây là khăn đèn chùm xuống lại vậy. Đây vẫn còn điện nữa để chị cho nốt nó lên nha. Đấy. Phòng nào cũng có điều hòa. Điều hòa âm trần. Điều hòa âm trần hết toàn bộ. Cái này là view ngắm gì đâu chị? À, view á, ở đi ra đằng ga Lào Cai. Đây. Không cần không khí của lại đâu. Tí lên trần tên mình sẽ ngắm được toàn bộ cung đường. Mai mình sẽ lướng ở đằng sau khu rạp kia luôn cả. Đấy. Khoảng bao nhiêu khách? Gần 100 mâm sẽ làm ở rạp đó. Là 1000 khách chị hả? Mâm 10. Thậm chí là ngồi được 11 12 bàn rất là to. Hay giờ đi thang máy được chưa? Đây là toàn bộ khu vực tầng 3 này. Nhà mà có thang máy gì cũng đỡ anh ha. Đỡ khu vực tầng 3 sẽ là chia làm 4 phòng nha. Các em nhìn 4 cửa xung quanh, như là phòng của bà nội này, phòng của ba bé nhà chị luôn. Bé hai bé trai và một bé gái. Mình sẽ đi phòng của bé gái trước nha. Bức hình đây có một chân của anh chị. Đây là kỷ niệm 15 ngày cưới. Anh chị chụp cái bức này, lúc đấy các bé còn nhỏ nhỏ xinh xinh. Bây giờ cũng lớn bự gần bằng bố rồi. Anh cái chân này có giác gì nữa. Có giác vàng dính à? Lấy dính bức này không giống cầm ly cho lắm chị nhỉ? Đây giờ này mặt này tròn tròn rồi. Cái này là hoa minh tuyết rồi. Cái này là hoa minh tuyết. Không, mình cứ là cháu bà mình. Anh Hải là Quang Lê vậy. Không, anh Hải chụp cái này đẹp trai hơn mà anh ta. Nhầu ấy. Đây, phòng này là phòng của bé gái. Wow, màu hồng nha. Toàn bộ là một màu hồng. Một mình bé là một phòng này. Mình bé một phòng. Đấy, quá bắt đầu từ cửa ra. Đây. Mỗi bé một phòng. Đây phòng công chúa đây, bố mẹ set up cho như này. Mà toàn bộ là cửa sẽ nhìn ra view đường đây. Đây. Đẹp quá ha. Đây này, may mắn này là khi mình xây nhà thì người ta mở đường luôn. Thế là mình được cả mấy mặt tiền. Cái đường này là khi nào xong chị đây? Chắc tầm khoảng gần 1 tháng nữa là xong. Nhưng mà xong hay cứ vào xong thì mình không quan trọng rồi, mình cứ được ngày đẹp của nhà mình là mình vào thôi. Ghế này ghế xoay luôn, dễ thương quá. Ghế này ghế xoay của bé. Tết nay là quá đẹp luôn. Lý do tại sao mà anh chị lại không làm cái tủ âm tường mà phải làm cái tủ như này? Sau này lúc mà bé lớn lên, bây giờ lúc mới 6 tuổi thì có thể thích màu hồng. Nhưng mà lớn lên một tí nữa cấp 2, cấp 3 lại bảo con lại thích màu khác cơ. Thì mình lúc đấy là sẽ thay đổi cho bé. Đấy, nên chính vì thế là sẽ chọn cái kiểu tủ như này. Đây, nhà vệ sinh của bé cũng là màu hồng luôn này. Wow. Cũng làm nó cũng đơn giản thôi, nhưng làm sao mà vẫn phải là đầy đủ tiện nghi. Và tiếp theo là sang phòng của bé con trai cả chị nhá, hôm nay học lớp 7 chị. Đó là bé Hoàng Long. Đây là toàn bộ chỗ này sẽ là phòng để máy tính và phòng học, cái chỗ bàn học của cháu. Lúc trước anh Hải có từng nói với em, anh nói cái nhà của mày muốn gọn là mày phải đi cái hệ thống tủ. Đúng rồi. Là tất cả những gì tủ ẩm hết. Tất cả để trong tủ. Lý do bởi vì nhà chị là rất là nhiều đồ. Ai cũng nhiều đồ. Mà thay đổi đồ ấy, muốn mà sạch sẽ, ngăn nắp thì mình sẽ
đây, đây đây. Vậy còn bức tranh mình xếp đó là kỷ niệm bao nhiêu năm? Lúc đấy là bé lớn đã tốt nghiệp lớp 5. Dạ. Nên là bố mẹ chạy lên chứ không không kịp đồ đạc sang chảnh hay là để trang điểm make up cái gì cả. Mà cũng chỉ nghĩ là lên chụp ảnh với con bức làm kỷ niệm. Nhưng con bảo là in, con muốn in một bức ra. Rất nhiều. Nhưng mà em thấy đây là niềm hạnh phúc nhất của cha mẹ này. Hay quá trời cúp luôn. Được cái là hai bé cách đây 2 ngày, lúc đấy bố mẹ mới bà đi vắng hết. Nhưng mà vẫn là đăng ký là đi thi cầu vua và chỉ có nhờ người đưa đi bởi vì chị đang bận công việc đây. Là hai anh em đi thi cái giải hội khỏe phụ đồng của thành phố. Anh thì giải nhất, em giải nhì, hai anh em cùng đấu U với nhau. Đấy. Nên là trong cái U đấy người ta đã chọn ra hai người, một là nhất hay nhì ở U đấy để đi thi tỉnh tiếp đâu. Là lại được tiếp nhưng mà ngày mai được nhận phần quà. Hôm nay vẫn chưa trao hết ở đây đâu. Các bạn lại thích cầm mua và thích toán, đam mê hai môn. Đây toàn bộ không gian ở trong phòng. Ngủ đây là của bé lớn gì hả? Của bé lớn đấy. Cô đại ca đầu, dễ thương. Mình set up làm sao mà có thể sau này mà muốn con cái mà lấy vợ rồi vẫn ở chung được với mình được. Dạ. Đây bên này là phòng tắm của cháu này. Đẹp quá. Chỗ này cũng phòng tắm cũng có view luôn này. View sông Hồng. Cũng là view của cầu cá. Phòng cầu cá đó. Đây là của bé, bé bé lớn thì được diện tích phòng rộng. Nó thoáng nhất thoáng là được. Đây, không gian mở cái nhà. Cô em thấy cái chùm chìa khóa em thấy mà đi kiếm một cái chìa khóa để mở đúng không? Không, mình ghi ở đấy luôn là ra luôn. Sau này sẽ phân ra các bạn mỗi bạn một phòng cho cháu lớn rồi mà. Dạ. Ở đây là nút và cảm ứng á chị. Nút cảm ứng. Đây là phòng của bà nội. Đây. Bây giờ bà cũng có tuổi rồi thì cũng ở phòng này cùng các cháu luôn. Mỗi phòng sẽ là một tông màu. Một tông màu khác nhau. Của bà thì màu tuổi thì sẽ tím nhẹ. Tím nhẹ. Bà chỉ cần là một tủ và một tivi. Lý do tại sao phòng các cháu mà chị trên lắp tivi à, muốn là con học cấp 3 biết một tí thì xem đến đâu mình tắt đến đấy. Còn bây giờ thì muốn xem thì một là lên phòng ăn, hai là ở phòng khách. Bà có thể chạy sang phòng bà một tí mà bà cháu vẫn thể xem được với nhau. Chứ bật như kia các cháu ngủ quên là để tivi cả đêm. Hoặc có thể là mình không kiểm soát được các cháu xem cái gì hay chơi cái điện tử gì. Đó. Chào các bà nha. Hay quá, mình sẽ áp dụng ngày các bà của cháu. Dạ, chào bà. Cho cháu. À, đây là phòng của bé Bi, là cậu con trai thứ hai. Cậu con trai thứ hai này, cũng với cái tông mà cũng đơn giản như này thôi. Wow. À, toàn bộ là huân chương với cúp. Thì bà cũng xếp cho ở đây. Bé này là ăn là giống anh Hải nhất. Bé này là thương. Thích ăn. Dạ. Hoàng Nam. Hoàng Nam. Hoàng Nam. Đây sẽ là tủ đồ quần áo và trong này sẽ là nhà vệ sinh. Nói chung là khép kín toàn bộ luôn. Không phải chạy sang phòng nhau hay không phải đi tắm nhờ nhau. Không phải chờ. Và bây giờ mình sẽ lên cái khu vui chơi của anh chị em mình. Mà sau này anh em có ra thì anh chị sẽ tiếp đón ở trên tầng đấy nhá. Mọi người có tò mò không? Quá trời tò mò luôn. Đêm qua này em thấy cái mé rồi đó. Bà ơi, nhưng cái cúp mà cho lên cao và cho thùng thấp thôi mới đẹp. Nhưng mà này nó không vừa. Không, vừa. Bà cứ xếp ở bên tầng dưới ấy mới đẹp được. Wow. Đây, đi đến đâu mình sẽ bật điện rồi. Thường thường á, phải đi một lầu là đã đỏ. Đây, phòng này đang là phòng karaoke đấy. Các anh ấy phải lốt ngày hôm nay thì mới bàn giao được. Đang lắp nốt cái trần này cho xong. Chỗ này là đây là còn đang trang trí lốt là gương nữa là xong rồi. Với cả cánh tủ nữa. Đó, phải đi đây. Phải cảm ơn các anh rất là nhiều mà tối qua bảo chị nói lý do là không ngủ được. Chỉ về soi về đúng cái chỗ này. Để thấy các anh nằm thông đêm luôn đến tận sáng. Cũng khá là mệt, là có một sự đóng góp là của các anh là có bài gặp mấy rất là nhiều. Hôm qua gặp mấy anh đi ăn đêm đúng không anh? Có đến này. Toàn bộ ở đây. Thế là đã hát chưa? Hát karaoke chưa? Đang hát luôn nha chị. Cái này thì mới mốt là mình ghé xong là Sapa TV. Đấy. Là đây đấy. Ôi nhưng mà hai cả hai TV đối nhau luôn. Hai TV đối nhau thì hát hai bên. Còn cái cửa chỗ này đây này. Cách âm hết đó chị Tiên. Cái này đang chặt rồi chưa mở được. Cửa ở hai bên. Ví dụ ai mà có hút thuốc các thứ đấy thì mình có thể là ra cái lan can bên ngoài. Hoặc là có may không may hút trong này thì đến ngày hôm sau mình có thể mở hai cửa ra để cho nó thoáng cái khí ra. Làm sao mà không gian mở nhất có thể. Đấy. Bởi vì mình đi nhiều rồi. Đẹp quá. Mình cũng biết một chút.
Wow. Wow, đây là sẽ là phòng của mình, lầu ăn ở đây nhá. Wow. Wow. Đây là sảnh bếp. Bếp nhà chị thì chia thành hai bếp, bếp chính và bếp phụ. Ở đây có rượu nữa này. Rượu đấy. Đây, cái này là cái để chuyên rót rượu. Đây. Đâu có cái chai của mình. Bếp này là chỉ nấu đồ ăn mà nó không có mùi. Dạ. Còn bếp phụ bên này là nấu đồ ăn là có mùi này. Ồ, hai bếp riêng biệt. Hai bếp riêng biệt. Có mùi mình sẽ mở cửa sổ đây. Dán cá mắm này, hay là làm những món gì về giả cầy các thứ ấy, liên quan mắm tôm. Đấy, có mùi thì mình nấu đây. Còn không mùi mình sẽ đâu kia. Đấy. Mấy anh em lên kiếm chạy rượu thì mà nói chạy của em chưa phát mình mốt cho em dưới rồi. Đâu, ừ, có một ở bên cửa đấy. Chị cũng bày một nhánh ở bên cửa dưới phòng khách nữa mà. Hình như em thấy là tới 2-3 tầng để trang trí rượu luôn á. Ờ, toàn là rượu. Nên là đang bảo vẫn thiếu rất nhiều rượu nha. Dạ, bàn tròn và bàn dài đều đủ. Còn góc bên này là khi vui chơi thì mình sẽ là có cái nhà vệ sinh. Đi luôn ở tầng này nhá, chứ không phải lại chạy xuống tầng dưới đâu. Dạ. Tầng nào cũng có nhà vệ sinh hết ạ. Tổng vào trong cái ngôi nhà này 250m² một sảnh, nhưng mà có 8 nhà vệ sinh. Wow. Tổng hết luôn diện tích là bao nhiêu chị? 250m² một sàn. Một sàn. Là mỗi 1 một tầng. 1200m. Riêng cái phòng của bốn bà cháu là 4 nhà vệ sinh rồi. Tầng 1 một cái, bếp một cái. Trên tầng 5 một cái. Tổng diện tích hơn 1000m². Hơn 1000m². Ở quê em gọi là hơn một sào á chị. Thế ạ. Ở ngoài Bắc này là 3 sào á. Dạ. Đây. Wow. Đây là nơi mà mình cảm thấy là tâm đắc nhất, đó là phòng thờ. Phòng thờ đẹp quá. Ở đây em thấy có hai như là gốm chu đậu anh chị. Tất cả bộ đồ thờ của chị là gốm chu đậu, đồ bát ăn cũng là gốm chu đậu hết. Đây, cái này là mạ này, dát vàng, nhất vàng. Toàn bộ công trình nhà anh Hải là thi công. Đây là bên Tô Ly. Anh Tô Ly. Em tên là Dũng, Dũng Tô Ly. Anh Dũng Tô Ly. Với bà căn nhà thi công là chọn gói, mình đi làm là yên tâm luôn. Đến lúc mà bàn giao. Đấy, chốt ngày 25 để gặp không xong thì thức đêm kể 3 ngày đây, có dám thở mấy đâu, thở nhẹ lắm. Bây giờ mới dám thở mạnh này. Nhưng mà chờ tiến độ là khoảng mấy tháng là hết đó chị. Đúng tròn 5 tháng thôi, phải đúng 5 nhà tháng. Là giao thôi, còn không đúng nhà thì là phạt tiền. Cứ thế là làm. Dạ. Phòng này là gym, anh chị đầu tư nửa tỷ đấy. Wow. Phòng này là phòng tập gym. Đầy đủ các công nghệ hiện đại. Đấy là anh em mình từ nay ra đây phòng sống mỏng nữa rồi. Xong hơi nữa kìa. Phòng sông hơi, anh phòng sông hơi. Ơ, có một cái tấm bình phong ở đây mà đúng không? Đây là có cái vách sông ướt, nhưng mà chiều nay bên mới lắp. Chiều nay mới lắp. Ồ. Bên này là sông ướt, bên này là sông khô. Dạ. Bên này là ngâm. Cái lúc mà mình cảm mình vô phòng xong này là mình đấy, chỗ đấy là sẽ có nhà vệ sinh thay đồ các kiểu luôn. Đây nhà vệ sinh đây. Đây nó phòng đông đầy đủ hết, thông nhau mà ra đây thoáng này luôn, thông này luôn, ra cửa được. Ở bên này sẽ là phòng giặt này. Dạ. Phòng giặt và chỗ này là ở ô thoáng, mình có thể phơi đồ thế này. Trời mưa mình phơi ở đây luôn. Đấy, còn nếu mà thích thì ánh nắng mặt trời thì sẽ lên trên sảnh của lầu. Bên này là bộ gốm chu đậu. Dạ. Ông bà lau chùi phải đợi thầy lên thì mới dám đặt lên đâu mới đặt. Còn mình cứ để tạm đây đã. Thế còn sân thượng nữa chị ha. Đâu phía trên là sân thượng. Bên phía trên là sân thượng. Dạ. Anh chị em có lên ngó sảnh sân thượng không? Mà mình không nhưng mình không đi dép nên là nó sẽ không được. Đi dép thì được, là nó một cái là phá xong mua đi nhà thì được đúng không? Khám chứ không có phá. Là ở đây là mình chị, đi chị tên cái thang máy là mình đầu tư bao nhiêu luôn chị? Hả? Thang máy này là khoảng 500 không anh? Hơn chứ. Hơn 650 triệu. 650 triệu. Gần 700. Gần 700. Đúng không? Đúng rồi. Nói chung nhà anh chị là mình thiết kế và thi công chọn gói hết. Dạ. Chọn gói. Giao toàn quyền mà. Dạ. Mấy nay anh có mắc ăn mắc ngủ gì không anh? Ui giời. Cứ như là ở trên mây ấy chứ. Đấy là người đi rồi. Ôi, nhanh chưa? Anh Tú mới vừa đi xuống. Để anh đẹp chị quá em ha. Sẽ đi xuống nha. Và ở đây là không, đúng rồi, quá mơ ước luôn. Làm nhà cho anh chị áp lực lắm. Nhưng mà cái công trình này á, hôm nay có cái là... Nhưng mà vui mà đúng không? Để con hôm nay được làm chưa? Công trình này là công trình gần như là to nhất đấy. To nhất này. Dạ.
mà lại thi công trong nhanh nhỉ, mà mọi người cũng bảo là nhanh, tại vì chờ trong thời gian mà ký là 5 tháng nhưng các bạn ấy còn về chỉnh nọ chỉnh kia, lên đồ lên kế hoạch trong khoảng gần 20 ngày nhỉ, bắt đầu mới lên làm, tính ra cũng chỉ tầm vào 4 tháng thôi. Lịch là Tết dương lịch anh chị mới xong, nhưng mà bảo là sinh nhật chị, anh Hải bảo là sinh nhật chị sẽ tới Tết độ. Dạ, sinh nhật chị như là ngày 1 tháng 1. Đặt là hôm trước đi anh làm cái video call cho anh, cho anh xúc. Đúng rồi, làm video call cho anh giám sát. Dạ. Mình. Thấy mấy nay anh có tục ký được không anh? Nó xuống 2 cân thôi. Dạ, nhưng mà sau ngày mai nữa là anh sẽ tăng ký và anh sẽ không. Bạn ấy đang muốn bạn đang muốn là tụt ký nữa, bởi vì các bác cứ ký hợp đồng với bạn ấy nhiều vào nha. Cái này là mình nhận những hợp đồng thiết kế và xây dựng toàn quốc luôn anh. Đúng rồi, mình nhận thiết kế và xây dựng toàn quốc. Dạ. Dạ vâng em ạ. Thì là xuống anh Tuấn này đọc cái điện thoại cho khán giả nhưng mà nhất trí. Đẹp quá. À. Ê, Dũng ơi, Dũng à. Cái đèn chùm dài. Để đây này. À dạ. Ờ. Chị đang nghĩ là sẽ để bức tượng ở góc này luôn, ở cầu chân cầu thang đi lên là ở đây luôn, người ta ngắm được cảnh nhờ. Tướng Phúc. Ờ. Phúc là thỏ. Tại vì để chỗ này là ánh điện nó hay sáng, còn nếu mà ở trên chỗ ban thờ kia chị nghĩ là hay tắt điện tối ấy. Dạ. Này. Cái bức tượng chị nghĩ là để cái cầu thang lên mà để ở đây luôn này, đặt đây luôn. Dạ, bởi vì chỗ này nó đổ đang mỗi ngày. Đẹp, chỗ này đẹp này. Chị, trên này là giác vàng đó chị. Ừ, đúng rồi. Wow. Đây này, đèn chùm này, em nhìn cái đèn này nó thả sóng xuống này, quay từ bên phía này sang. Dạ. Đấy, như em để ý là mỗi nơi là một cây đèn chị chọn đẹp ghê luôn á. Quá tuyệt vời. Ủa, anh mới đi thang máy xuống hả? Đúng rồi. Wow. Nãy Hùng với cô test mấy cặp. À, cái ký này là đang ở trên chỗ ban thờ đây đúng không? Cái mâm đây đúng không? Ban cung cơm á. Ừ. Nãy mình lên kia là những cái viên gạch đó lạnh lạnh nhìn mát quá. Dạ. Đâu nhưng mà là chưa, các bạn ấy chưa có cài cái gì chứ xem. Tí là các bà ấy. À, mình sẽ quay cái bức tường gỗ mà nãy chị Tiên định đặt ngay cái không gian đấy, cửa. Chỗ đây chị bảo đây tìm chỗ ngay chỗ chân cầu thang đi lên. Đúng đi rồi, đẹp. Chỗ đấy đẹp ấy. Là lọt sẽ hợp. Mới lại được tắng tài tắng lọc luôn vậy. Ừ. Đẹp quá. Đúng ở cái cửa mà phòng mà mình sẽ làm việc ngay trên mà phòng hai vợ chồng luôn ấy chị nghĩ đẹp. Ồ, quá đẹp luôn. Cái này là quà của anh rất lịch sự. Anh lịch sự đấy, rất lịch sự đây tặng. Tí bạn sẽ lên đây. Đẹp quá. Giờ chắc là Duyên em thì đã tham quan xong hết căn nhà cùng với lại anh em của mình. Thì chắc clip em chắc hôm nay chỉ dành tặng, ủa nhầm, chỉ dành để cho khán giả Thái và Biển chiêm ngưỡng được một căn nhà mơ ước của hai vợ chồng anh chị là anh Hải và chị Tiên. Thì em không có gì hơn, em chỉ gửi tấm lòng biển cả bao la gửi đến chị là luôn luôn thì được bình an này, làm việc thì luôn tấn tài tấn lộc tấn bình an, và con cái thì sức khỏe này, gia đình lúc nào cũng sức khỏe, và các bé thì học giỏi, mai mốt sẽ là một chỗ vừa vững cho ba mẹ. Đấy, cảm ơn chị và tất cả các em rất là nhiều. Dạ. Chúc em Thái cũng có nhiều sức khỏe và bán hàng thật là nhiều trong cái dịp Tết này. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ thì Thái sẽ kết thúc video tại đây nha. Kính chúc khán giả Thái Biển luôn được bình an và là thành công trong công việc. Bye bye. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu, thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hộp muối. Đã, đây là muối của bé Thái, Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là bộ cử lấp nha cả nhà. Đây, muối được hòa quyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào khạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những khách hàng đầu tiên và những khách hàng
luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lưu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái, mắm cái hay được gọi là mắm nêm. Về Thái thường dùng để là ăn bún mắm nè, hay là ăn gỏi cuốn nè. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp nè, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha,